viết đi. Chúng ta bên viết bên đấy đi. Uống miếng nước đó. Đợi một cho bố ba xem đi sao nó có sủi. Yo yo wei. Mommy, tôi muốn uống nước, tôi muốn uống nước. Tôi muốn uống nước. 对哦，好饿哦，都。 爸爸出来就泡了。 而且我好热，热，我看一下这个，26啊，还是很热。 不要捣蛋。啊，那书本，你们拿我的书本吗？ 没有啊。哦，没有拿就好了。哎，对，你给我一本。你一本就是你啊，我看你写吴明珍老师。吴明珍。 对呀，那你拿去放你的书包，或者放别的地方。我写爸爸的名字。哎呦，我写我自己的名字，还有我的。啊，你不拿去，我会那个。还有我的佳佳老师。好，安静，我开始上课了，安静。hôm qua mình đọc tới cái bài số 5 này, mình đọc cái khúc này chưa có hết, mình đọc tiếp nha. Nó bên sư vụ tờ đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Bài số 5 sẽ 5 có lại số 5 đây là con cái số viết bằng chữ. Số 5 viết bằng chữ. Bì bì mòn ngoài bì bì. Ở đây nên nên hoàn, nên hoàn. Có gì bù thống. 早上晚上比一比，哎，还没完呢。没了。有什么不同？山上山上上比一比，有什么不同？王子的王子的王主人的。 王的主比一比有什么不同？对，很棒，好，谢谢你。五，很棒，五，刚才了，说那妈，你才念到五，我都已经念到念完了。国主刚刚啦，刚刚学学这个而已啊，你学的。一手啦，比一比。 Bỉ bỉ cái trong này thì có nghĩa là chỉ hoặc so sánh. Em đi chỉ cái bằng ngày à. Rồi vô toàn tiêu. Bỉ bỉ là kêu so sánh. So sánh cái hình ảnh bên trong và bên ngoài này à. Ở bên trang này là cái hình ảnh về ban đêm. Hình ảnh về ban đêm. Và ở bên này thì có hình ảnh ban ngày. Họ nói là bỉ y bỉ. Bỉ này có thể đem ra, đem đi so sánh hoặc đem ra chỉ. Chỉ thôi coi bên này với bên kia có cái gì khác nhau. Trong này tựa đề ta nói là mẫn lị. Mẫn là cái cửa, cánh cửa, gọi là mẫn. Mẫn lị là bên trong, cánh trong bên trong cánh cửa. Mẫn ngoài, mẫn ngoài là bên ngoài cánh cửa. Bỉ y bỉ. Bỉ y bỉ, so sánh thử xem cũng được, cũng thể nghĩ theo cách này. Dấu sầm mơ, bù thọng. Bù thọng là cái có gì đó không không giống nhau. Dấu sầm mơ là có những gì không giống nhau. Chẳng hạn trước tiên thì như các em thấy đây, hình ảnh của chú chó đang nằm chơi với con vịt này. Cô bé đang đeo alo, đội nón len, mang giày rồi, chuẩn bị đi ra khỏi cửa. Chắc là cô bé đang đi học đây. Và bên này thì người ta đọc xong nhỉ. Mẫn lì mẫn ngoài bì y bì dấu sầm mơ bù thọng. Còn bên này họ sẽ nói là Zào sang quản sang, buổi sáng và buổi tối đó. Bỉ y bỉ là kêu học, họ kêu mình buổi sáng và buổi tối. Mình so sánh thử xem. Dấu sầm mà bù thổng là có cái gì nó không giống nhau. Chẳng hạn như lúc nãy cô bé cắt đeo ba lô và chú chó đang nằm ở đây. Cô bé đeo ba lô để chuẩn bị đi học. Thì cái hình ảnh buổi tối thì cô bé đã đi về, đang từ trên cái bậc thang leo lên và giơ tay chào chú chó, chú bạn của mình. Và có vẻ là chú cún này cũng rất là vui khi thấy cô chủ của mình đã về và đang đứng ở cửa đợi cô ấy chẳng hạn như vậy. Và buổi tối thì phong cảnh ở đây thì đã có lên đèn, rồi có sao, có ngôi sao này chẳng hạn, cái khác nhau chỗ đó.
Đó là sự khác biệt của cái hình ảnh như thế này. Ừ. Đó là sự khác biệt. Dù lúc mà con so đo cái khác nữa thì bên này có xe, bên này thì không có xe, bên này có hai bình hoa, bên này có ba bốn bình hoa chẳng hạn vậy. Nhưng mà so biệt với cái cảnh khác này khác kia thì nó có nhiều cái để so sánh ha. Và cái hình ảnh nhà cũng không có giống nữa. Mình thấy sao nhà không giống? Quay là nhà mình, còn này lúc nãy quay cái cảnh này là quay lại cái nhà của cô bé ấy, còn cái cảnh này là quay ra nhà của người ta, cho nên không nhìn thấy cái căn nhà của cô bé ấy nó ra làm sao, nhìn thấy nóc nhà của người ta thôi. Ừ. Rồi bên này còn tiếp nữa. Sang san, san sang, sang san là có leo lên núi, đi leo lên núi gọi là sang san. San, từ san thì cũng uống lưỡi, từ sang và từ san đều uống lưỡi hết. Còn san sang là trên núi. Trên núi. Bỉ y bỉ có nghĩa là so sánh. Đi quên thân khai, sao bây giờ dầu dầu vậy? Dấu sầm mập bù thổn. Kêu em là em sang san, dĩ nhiên nó khác với lại san sang. San sang là trên núi, còn bạn sang san có nghĩa là kêu chuẩn bị lên núi đó, bằng lên núi. Nó khác nhau rồi, lên tới trên đó mới tới được. Và quảng tử tàu quảng, quảng tử tàu quảng, đây là quảng tử và đây là chữ quảng. Quảng này có nghĩa là hoàng tử, chữ quảng này cũng có nghĩa là bạn ấy họ vương, các bạn họ vương. Quảng tử tàu quảng, đây là chữ quảng. Và chủ rấn, chủ rấn tờ chủ, chủ rấn là chủ nhân, chủ rấn tờ chủ, chữ này là chủ, chữ này là chữ chủ. Chữ chủ với lại chữ quảng nó khác nhau ở một chỗ là chữ này có một cái đầu ở trên này, cái này không có đầu. Cho nên hai chữ này nó khác nhau, họ kêu mình đem ra so sánh coi nó có cái chỗ nào khác nhau, là ý như vậy, đem ra so sánh. Dấu sầm mập bù thổng, dâu lúc này là lặp lại, đã hai ba lần lặp đi lặp lại thì cái câu cuối cùng họ thêm một cái chữ dâu có nghĩa là lại có cái gì đó, có cái gì đó thêm khác nhau, có cái gì đó không giống nhau chẳng hạn, tại lặp được lặp lại một lần nữa. Thì hôm nay cái bài viết của chúng ta hôm nay là bí mến bí bí bù sư hoa, tất cả có bốn nét. Mến là cửa, tám bù tám nét, nó không có bộ dư, hai cái này không có bộ dư thì nó chính là cái bộ thủ. Mẫn bù, lì lì có nghĩa là y bù là quần áo, chữ y bù khi đứng với người ta nó biến thành như vậy. Lì mới anh đòi lì 12 nét, trừ cái bộ thủ ra còn 7 nét, cái chữ này 7 nét. Ngoài, ngoài có nghĩa là ngoại và bên ngoài. Bà ngoại, ngoại phổ dùng chữ ngoài này, bên ngoài, ngoài men bên ngoài dùng chữ ngoài này. Ngoài có nghĩa là ngoại và bên ngoài. Si bu, si bu là cái nét này là gọi là bộ thủ của nó và nó có 5 nét. Dỗ, dỗ có nghĩa là có. Yue bu là bộ nguyệt, bộ nguyệt nó nằm ở đây. Bộ nguyệt nó nằm đây, nó có 6 nét tất cả. Shenme de shen, shenme cái gì? Ren bu là bộ nhân nó nằm ở đây. Còn me, me là âm nhẹ, có một dấu chấm bên trên đầu. Shenme, cái từ me này, mã bu, mã bu. Mã bù này là cái nét trên này. Bỏ cái chữ ao này đi, bỏ cái chữ ao này đi là mã bù. Nó tất cả 14 nét. Bù, bù có nghĩa là không. Y bù là âm nhất của nó nằm đây. Sư hoa là 4 nét. Thổng, thổng có nghĩa là cùng nhau, đồng lòng, đồng cái gì đó. Thổng chữ là đồng chí, là cái chữ đồng này. Bù thổng là có cái gì đó không giống nhau, không đồng với nhau, là bù thổng. Thống chữ, thống xuệ, thống xuệ là những người học cùng học chung, cùng lớp, gọi là thống xuệ, là dùng cái từ thống này. Và khẩu bu nó nằm ở trong này, khẩu bu. 6 nét. Chào, chào này không uống lưỡi. Chào, buổi sáng chào nhau là dùng cái từ chào này. Rư bu là bộ nhật, của rư bu nó nằm trên này. Nó có 6 nét tất cả. Và cộng thêm chữ hoàn. Hoàn có nghĩa là buổi tối, hoặc là muộn rồi. Thay hoàn là muộn quá rồi. Hoàn an là ngủ ngon, buổi tối. Hoàn sang là buổi tối. Hoàn an là ngủ ngon. Thì họ sẽ dùng từ hoàn này. Và nó cũng là rư bù, bộ nhật. Hoàn u án, hoàn 11 nét. Còn hoàn u án, u án, âm thứ hai, hoàn
王子的王，nó là 预布 预布 là chính cái bản thân, cái 预布 này nó thiếu dấu chấm, nó là 预布 thiếu dấu chấm. 四画 bốn nét. Còn cái từ chủ, chủ, chủ nhân 的主, chủ nhân, từ chủ này cũng là ví dụ như chủ nhân, chủ nhân, mà nó cái từ này chính là chủ. Chủ này bộ thổ, bộ thủ của nó là thổ bù, thổ bù là trên này, cái nút này, một dấu chấm này gọi là thổ bù, nó có 5 nét, tất cả nét viết của nó là 5 nét. Và từ dô, dô có nghĩa là lại lặp lại một lần nữa cái việc gì đó, ni dô chơi là bạn lại ăn nữa rồi, ni dô xoay là bạn lại ngủ nữa rồi, ni dô chua chua là bạn lại làm sai nữa rồi. Cái từ dô này, dô này bộ thủ là chính bản thân nó có tất cả 2 nét, nó có tất cả 2 nét. Rồi chúng ta sẽ viết cái bài hôm nay để cho các em được luyện chữ viết nhiều hơn. Nói chung là chị đi học chị cũng thích cô giáo viết cho chị viết nhiều hơn, tại vì mình muốn tập viết. Bây giờ các em có cần viết lại performer một lần nữa không? Phải viết lại performer một lần nữa xong hay là viết bộ thủ luôn rồi cùng đọc nó cơ luôn. Viết lại performer, sau đó viết cái bài tập này rồi chúng ta nhận biết được là cái chữ đó đọc như thế nào. Tự ngắm đầu vào, nó tự ngắm đầu vào, ngắm đầu là bỏ đầu vào trong đó ngắm hả hay là sao? Bộ thủ luôn đi chị, học bộ thủ luôn hả? Bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần performer này chúng ta sẽ cùng viết. Này sao mà cứ nước rác 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 cùng cổ không? Thôi khỏi lật sách luôn đi. Performer, chúng ta đi vào phẳng luôn. Để thẳng thẳng cho nó nhìn nó gọn hơn. Nhiều có vấn mơ? Nhiều vấn khăn, sư bà sư dầu quay, dầu quay. Chào hờ. Bộ thủ luôn đi chị. Ok. Rồi chúng ta viết cái phần Pơ. Pơ này trong phiên âm của quốc tế nó cũng là bơ luôn. Phơ nguyên âm quốc tế là chữ phơ này. Bơ phơ, chữ phơ này chúng ta sẽ đọc theo nghĩa như là bật hơi, đẩy nó hơi nó ra ha. Bơ phơ, bơ phơ, bơ phơ mơ tờ phơ. Và tiếp theo đó là chữ mơ. Mơ, mơ này thì chúng ta sẽ viết cái chữ mơ, mơ. Và chúng ta sẽ chuyển qua chữ phơ. Phơ, phơ chữ phiên âm của quốc tế viết như vậy. Và chúng ta sẽ viết chữ tơ. Tơ này nó sẽ không lòi đầu ra, nó dưới kéo xuống. Đọc là tơ, phiên âm quốc tế viết chữ giờ. Bên tiếng Trung á, bên tiếng Trung họ không có chữ cứng này. Tiếng Trung họ dùng là dùng cái chữ này, bên Trung Quốc họ dùng chữ này, bên Đài Loan họ dùng chữ này. Cho nên chỉ viết cả hai chữ các em đều viết luôn ha. Tơ rồi sau đó đến thơ. Thơ. Chữ thơ này bên Trung Quốc họ viết chữ này. Thơ. Và chữ nơ. Nơ. Bên Trung Quốc họ viết chữ này. N. Còn chữ lơ. L. Bên Trung Quốc họ viết chữ này L. Cơ. Cơ. Bên Trung Quốc họ viết chữ này cơ. Và khơ. Khơ. Bên Trung Quốc họ viết chữ K. Đọc là khơ. Khơ đều phát âm ơ ha. Đều phát âm ơ hết. Ni hao. Và hơ. Hơ. Bên Trung Quốc họ viết chữ này hơ.
và chi chi bên Trung Quốc họ viết chữ này chi còn đọc nhẹ hơn chi chi bên Trung Quốc họ viết chữ này chi rồi sau đó đến chữ chư chư uống lưỡi bốn âm uống lưỡi đây là âm thứ nhất chư à, từ chư này khi mà nó đứng một mình á nó có đứng lúc đứng một mình á hôm nay chị chỉ cho các em có các cái chữ đứng một mình nó sẽ viết như thế nào khi nó đứng một mình nó sẽ ra cái chữ gì nó đứng một mình á thì nó sẽ viết cái chữ này họ sẽ viết dịch ra cái chữ này khi mà các em có nhìn thấy cái chữ này đứng một mình họ sẽ viết chư này họ viết thành y y nhưng mà cái chữ y đó không đọc y mà đọc ư chư ờ chư mà khi nó đứng ở đằng sau còn các âm khác á nó là chữ cái ở đằng sau còn âm phụ á nó sẽ viết như thế này ha nó sẽ viết như thế này cho nên chị hôm nay chị sẽ chỉ luôn cho các em là cái chữ âm phụ và âm đứng một mình và âm đứng cùng với lại nghìn mũ ờ tan tụ xu xen tờ hàn yu hàn nghìn mũ y sĩ hở pin tờ và sau đó chúng ta sẽ viết tới cái từ chư chư văn tờ chư chư cái từ chư này khi nó đứng một mình á nó là c c h i à, còn nó đứng chung với đằng sau còn chữ nữa thì nó sẽ viết là ch và cái từ sư này lão sư là sư à, khi đứng một mình thì nó là sư có chữ y đằng sau đều là âm y hết nhưng mà đằng sau nó đều phát là âm ư ha đều phát là âm ư nó đứng chung với người ta đằng sau nó còn chữ nữa thì nó sẽ bị biến thành như thế này và chữ r r chữ r này là theo kiểu nghĩa phát âm r của Việt Nam mình nó cũng có lúc đứng một mình nó sẽ phát r i r và đứng chung với người ta thì chỉ có một mình nó thôi ở đằng sau còn chữ khác nữa à, còn hết âm rồi đây là tất cả bốn âm uống lưỡi bây giờ chúng ta chuyển qua đều phát âm ư ở đằng sau nhưng không uống lưỡi để thẳng cái lưỡi của chúng ta ra chư chư ờ à, chư cái từ chư này khi đứng một mình nó sẽ zi ừ, zi nhưng mà khi đọc khi đứng chung với cái âm khác nó có một mình nó thôi ờ à, và sư sư nó khác với cái từ chư này uống lưỡi còn cái kia là nó kiểu như cũng phát mạnh hơi bật ra cái này cũng mạnh hơi bật ra nhưng uống lưỡi mạnh hơi bật ra còn cái này cũng mạnh hơi bật ra nhưng nó không uống lưỡi sư ờ, khi đứng một mình nó là c c i sư đứng chung với các chữ sau nữa nó là âm trợ đằng trước á nó là trọng âm thì nó đằng trước nó là chữ c không đằng sau còn các âm khác nữa và chữ cuối cùng đó là âm nhẹ hơn sư mà không uống lưỡi từ sư này thì khi đứng với một mình thì nó sẽ là như thế này giống như là số 4 họ sẽ viết như vậy và đứng chung với người ta nó còn một mình nó thôi à, chúng ta sẽ viết như vậy rồi sau đó chúng ta đi qua các nghiêm mù các âm nhỏ ví dụ như là i i a i cộng với a thành gia à, cái chữ gia này khi đứng một mình á khi đứng một mình ê ở đâu còn nữa chứ còn nữa chứ ô đồ chưa viết mà ờ chưa viết ô đồ chưa gì đã chạy qua da rồi i o i chữ y y chữ y này cũng có khi đứng một mình thì nó lại như vậy trong các phiên âm quốc tế mà các em nhìn thấy đứng một mình nó lại y như thế này còn nó đứng chung với người ta thì nó lại biến thành như thế này đứng chung với người ta nó biến thành như thế này hoặc là biến thành âm âm y dài à, nó đứng chung với người ta nó có nhiều lúc nó biến thành âm y dài hoặc là y ngắn y và u chữ u khi đứng với người ta à, khi đứng một mình á thì nó là chữ u này khi đứng một mình nó chữ u này w u
khi đứng chung với người ta thì nó là chữ u này. À. Còn y, y thì thường nói về y rồi đó. Khi đứng một mình thì nó sẽ là chữ y này. Nhưng đứng chung với người ta nó cũng giống như chữ u vậy đó, rất là khó phân biệt. À. Và sau đó chúng ta qua cái chữ a. Chữ a. A bên này gạch một cái, bên kia gạch một cái, giữa gạch thẳng qua. Cái chữ a này thì chỉ có mỗi chữ a không thôi. Và o. O không có lời đầu ra. O. O này. E ơ ơ ô xong rồi ơ. Cái từ ơ này không uống lưỡi ha. Ơ, họ sẽ viết chữ ơ này. Ồ sao vậy? Và chữ e. E. Chữ e này sẽ gạch ngang một đường, vết bên này một đường, từ trên này kéo ngang qua. Chữ e sẽ viết như thế này. Trong phiên âm quốc tế họ sẽ viết như thế này. Chữ E bên Trung, bên Đài Loan viết như thế này. Và I, tờ I. I. Chữ I này bên Đài Loan viết như thế này. Bên Trung họ sẽ có cái từ này để ghép lại. Còn AE âm đôi luôn. AE A. AE A. Khi đứng với, khi bên Trung họ sẽ viết như thế này. Còn AO 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 thì bên Trung họ sẽ viết như thế này. Còn o o o phết qua bên này kéo xuống o o giống như là đọc phiên âm giống như hải âu, tờ o giống như hải âu của bên mình á. Và an 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 bên cái hàng này là hàng của Đài Loan, bên này hàng của phiên âm Latin hay là gọi là bên bên cách dùng của bên Trung Quốc ha. Và n n n n này thì bên Trung họ sẽ viết n này thay cho chữ n của giống Việt Nam vậy đó. Mà tính ra bên Đài có hai chữ n luôn, một chữ n và một chữ n. Nhưng chữ N này nó không đứng đằng trước. Nó nếu mà đứng chung chữ với người ta nó không đứng một mình ở đằng trước, nó không đứng đằng trước, nó chỉ đứng một mình thì đứng đằng trước thôi. Còn nó đứng chung với người ta thường nó đứng ở đằng sau lưng người ta chứ không bao giờ đứng trước mặt người ta, chỉ có chữ N mới đứng trước mặt người ta thôi. Và A N A tờ ăn. Từ ăn này sẽ là A N ăn, đọc ăn. Ăn. Còn cái này là N. Cái lưỡi mình sẽ đưa lên cái miếng cái răng cái miệng, cái trong cái miệng mình á, có bên phần trên cái lưỡi mình sẽ đưa lên đó, dán lên trên đó đọc cái chữ ân ân. Cái phần giữa nó sẽ hút lên đó chứ không phải là cuốn lưỡi, cái phần giữa cái lưỡi của mình nó sẽ hút lên trên đó ân. Còn cái này là ân ân. Chữ này nó khác ha, chữ này chỉ một giữa đường dừng lại, nó là ân ân. Và chữ này sẽ cuốn lưỡi cái từ nó khác với cái chữ ơ lúc nãy, nó khác với chữ ơ này. Chữ này nó không cuốn lưỡi, còn chữ này nó có chữ đó và cộng với cái r, cho nên chữ này phải cuốn lưỡi. Rồi lúc này chúng ta sẽ viết cái từ i a, i kết hợp với a, i kết hợp với a thành da. Khi mà nó đứng một mình á thì nó lại đứng như vậy, da. Khi nó đứng chung với người ta nó lại như vậy, da. Nó khác nhau ở chỗ này ha. Nó khác nhau ở chỗ này để cho chúng ta đi phân biệt giữa khi đứng một mình và đứng với người ta nó sẽ nhìn ra như thế nào. Sau đó chúng ta đến cái từ i, i o, yo. Hình như chữ này bên Đài Loan mới có, chữ này bên Trung không có chữ này. Tập đặc biệt bên Trung hình như không thấy chữ này. Yo. Khi đứng một mình thì nó sẽ là như vậy. Đứng với người ta nó lại i, i o, yo. Còn i, i e. Trước tiên với cái phần i với cái mắt cá âm khác ha. I khi đứng một mình thì i e, ye. Đứng chung với người ta thì nó là biến thành âm nghe i ngắn. I e, ye. Còn i cộng với i, i
cộng với ai thành giai. Giai à, từ giai này khi bên Trung thì nhiều lúc thì thấy đứng đứng như thế này, y à, giai họ sẽ đọc viết như thế này à, khi đứng với người ta thì nó còn vậy, nhưng mà chữ này rất ít, chữ này rất ít dùng tới. Ví dụ như san dạy tại dạy thì mới có dùng tới chữ này, san dạy tại dạy mới dùng tới chữ này ha. Vách núi à, vách núi mới dùng tới chữ này. Còn vô y, y cộng với vô ô, y cộng với ô thành vô. Vô này khi đứng với một mình á thì là viết như thế này, còn đứng chung với người ta, đứng chung với người ta là sẽ y yêu 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 à. có gì nói đi em ơi, chị để ý trong sách cho nên không thấy các em bình luận ha, các em nói đi. Trung làm có ê cô, Trung làm gì có ê cô, có chứ, có chữ ê mà, bên đài có chữ ê là bên Trung có chữ ê luôn mà. Có chữ ê, có cái là họ không viết chữ ê thôi, nhưng mà trong phiên âm họ viết điên có chữ ê ha. Các em gõ lên Google em biết tìm cái chữ ê, cái chữ này là đọc là ê, ê bên đài gọi là ê, bên Trung cũng đọc là ê luôn à, ví dụ như là ê t i e a y t t tie mian de tie ờ tie 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 là i e rồi, có nha, có chữ e nha. Các em tìm thử xem, tìm thử cái bàn phím xem có đó. Và chúng ta sẽ qua cái phần y cộng với o rồi, còn về y cộng với an an yên, y với an an chúng ta sẽ đọc yên. Khi đứng một mình thì cái chữ yên này, yên, khi đứng với người ta thì nó sẽ biến thành âm ngắn yên, yên. Y với ân thành in, in khi đứng một mình là in này, in thiên the in, khi đứng chung với người ta là in. Còn y cộng với a ngon thành dân, khi đứng một mình là chữ dân này, khi đứng với người ta nó thành y ngắn dân. Còn y cộng với ân yên à, đọc yên ân ân yên ân 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 y ân yên yên, giống như là y cộng với ng vậy đó, sẽ đọc thành yên khi đứng một mình. Yên này khi đứng chung với người ta sẽ giống như tiếng Việt của mình, y cộng với ng thành yên, yên. Cái kia là ân ân in in, cái này là in in ở in, còn này y ngờ in in ở in. Còn y cộng với ao, y cộng với ao thành dao, dao khi đứng một mình là dao này, quả dao, dao này âm thứ tư xuống nữa là thành dao. Còn đứng chung với lần trước còn có chữ cái á, thì nó sẽ biến thành như thế này, dao. Hết phần y rồi, chúng ta đổi qua cái phần u. Tiếng Đài Loan nha em nha, tiếng Đài Loan. Dân và quan ở đằng sau còn đồ chữ u, chúng ta đổi qua chữ u. U u cộng với a thành qua, qua qua này khi đứng một mình nó sẽ qua này, dùng cái từ w a, khi đứng chung với đằng trước còn chữ cái nữa nó sẽ biến thành cái chữ u a qua. À, ua ua ua. Còn u cộng với ô thành uo 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 uo, giống như là uo thêm âm thứ ba vô nữa. Thường thường các em thường thấy cái âm thứ ba họ sẽ viết uo như thế này, uo uo mạnh đầu uo, chúng dùng chữ này kết hợp lại uo. Và u cộng với ai, u cộng với ai ai thành quan, quan, boy, y, u cộng với ai ai thành y, y.
U cộng với A, E, I. Ờ, chỗ này chữ U thay cho chữ U, W thay cho chữ U. Khi mà nó đứng với người, một mình thì nó thì viết thành vậy, mà đứng chung với người ta nó mới là chữ của nó U, I, U, I. Nhưng mà U, I, U, I là đứng một mình nó thì có chữ W thay thế. Ờ, đứng một mình là họ sẽ có chữ W thay thế. Còn đứng chung với người ta là U, I, Y. U, I, Y. Rồi U, A, Y. U, A, E thành Y. Y này thường nói tả tên hoa cháu. Y, Y, có thể bằng mày một bây này chả mà. Rồi Y này khi đứng chung người ta nó sẽ Y như thế này. Ở có thể giúp tôi mua một ly trà sữa trân châu không? Y, cái từ Y này. Còn U cộng với An An thành quan. Ừ. U cộng với An An thành quan. Ở quan giống như chữ U An An thành quan. Khi viết một mình nó thì là U An An ở quan. Còn U cộng với Ân thành quân. Ừ. Quân khi viết một mình nó là đọc quân này. Còn đứng chung với người ta thì biến thành như thế này. Quân. Ừ. Thành quân. Quân, quân rũ. Kiểu như là duyên dáng nhẹ nhàng, quyến rũ rồi đó. Ừ. Và U cộng với An. U An Quang. Quang, quang thì chữ khi đứng một mình nó là quang này. Quang là tôi quên rồi, dùng cái từ quang này, âm thứ tư đọc xuống. Và khoảng sơ từ khoảng dùng cái từ này. Quang. À, khoảng sơ thêm chữ hợp trước nó sẽ biết cái chữ này chung với nó. À, khoảng sơ là dùng kết hợp chữ này. Còn U cộng với Ân. U cộng với Ân thành quân. Quân khi họ viết chữ quân, quân như thế này. À, khi viết chung với người ta sẽ như vậy, giống như là hỗn sơ tờ hỗn. Hỗn, viết thì viết o ngờ ông nhưng mà đọc thì giống như là u ngờ ung vậy đó. Hỗn, hỗn sơ tờ hỗn. Hỗn, hỗn, hỗn sơ. À, hỗn sơ là viết kết hợp với chữ này. Sau đó chúng ta đổi qua âm y cộng với e. Y cộng với e thành yue. Yue, yue huay tờ yue. Hẹn hò tờ hẹn, chữ hẹn. Uy cộng với e thành yue. À, khi đứng viết chung, viết một mình thì viết vậy, viết chung với người ta nó sẽ biến thành như vậy. Yue. Và uy cộng với an an thành duyên. Khi đứng một mình sẽ duyên như thế này. Khi đứng chung với người ta nó lại duyên như thế này. Duyên. Ừ. Và uy cộng với ân. Uy cộng với ân thành duyên. Duyên bãi duyên đồ duyên. Mây trắng tờ bãi duyên đồ duyên. Hoặc hỗn duyên đồ duyên. Duyên có nghĩa là mây. Ờ, khi đứng một mình thì như thế này, còn đứng chung với người ta thì thể như thế này. Còn dùng, nì chá dùng sầm mò, nì chá chua sầm mò, nì ná lại dùng á, bạn lấy đi dùng đi. Cái từ dùng, dùng, dùng. Dung này khi đứng một mình thì sẽ là dung này. Dung, âm thứ tư nữa thành dung. Còn đứng chung với người ta sẽ là dung này. Dung. À, thường like lúc hôm nay like 9 giờ ha. À, hôm nay đi học về là like luôn 9 giờ, thường là 9 giờ rưỡi. À. Rồi, đây là tiếng phiên âm kết hợp giữa tiếng Trung và tiếng Đài Loan. Ở bên này những tiếng chữ này là chữ của Đài Loan. Những bên này là cách dùng của phiên âm Latin mà khi các em gõ lên Google hay gì đó, nhiều lúc nó ra những cái chữ này. Hoặc là trong các bài, các cô giáo kết hợp chữ cho các em đó là đa phần phiên âm ở dưới là các cái chữ này không. Các chữ này không. Thì viết chung với nhau nó hơi lộn thộn, nhìn nó không có rõ ràng. Ít ra một cái bút màu này, bút màu kia nhìn nó rõ hơn. Rồi chúng ta sẽ viết qua cái phần bài học lúc nãy. Lúc nãy cái bài bí y bí. Bí bí này. Ừ. Bí bí. Trước tiên chúng ta sẽ viết cái chữ của ngày hôm nay. Trong giáo trình này người ta đề nghị mình viết tập luyện viết cái này. Để xe xa chụp với cô. Đây là cái bài giáo trình của ngày hôm nay.
Cái bài hôm nay các em học sinh lớp 1 đều phải luyện bút, đó là những cái chữ này. Bỉ, bỉ, bỉ âm thứ 3. Bỉ, mến, lỉ, ngoài, dỗ. À, vừa biết đó hả? Thấy rõ không? Chụp về rõ không? Chụp không? Chụp về rõ không? Sao nó mờ dữ vậy? Sao nó mờ dữ vậy nè? Về đi. Hai cái màn hình nó bị tối rồi. Màn hình bị âm u hay gì vậy? Chị đọc lại cái chữ chữ này hả? Chữ này đọc là chi? Đâu rồi? Cái chữ chi, chi, ví dụ như là chữ đâu rồi? Chữ nó đâu rồi? Hôm nay tôi quên viết chữ chi rồi hết trời. P p m f t t n k h chi si. Quên biết chữ chi rồi. Giỏi quá. Quá giỏi luôn. Nay quên biết chữ chi với lại chữ. Hèn gì em nói cái chữ chi. Chữ chi thì có. Chi. Chi thì bật hơi ra. Chi thì bật hơi ra ha. Chi này bật hơi ra phát âm y chi. 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 Còn cái chữ, những cái chữ chư, chư đồ phát âm ư. Còn chi, chi là phát âm y. Sao nay quên viết cái chữ chi trời. Chữ chi ở đằng sau chữ hờ, quên viết chữ chi rồi. Ở đằng sau chữ hờ này nè. Đằng sau chữ hờ này có chữ chi này. Chi. Chi. Chữ này khi phiên âm của bên bên tiếng Trung họ sẽ biết cái chữ này. Chi. Chi. Chưa ok đâu. Chưa hết đâu. Còn viết chữ nữa. Để chị lau lại cái màn kính. Cái màn kính sao mà nó mờ quá. Thông cảm nha mọi người, nhắm mắt lại. Đỡ cho đỡ mỏi mắt. Nó mờ quá. Có đỡ hơn tí nào không? Sao mà nó kỳ vậy nè? Nhìn nó mờ căm à. Mọi người có thấy mờ không ngoài cả nhà mình ơi? Chị phân biệt đi chung với đứng một mình á. Cái chữ đó, cái chữ đó đi chung. Đi chung với đứng một mình. Chi á hả? Ví dụ như là chi ở. Chi ở. Đây chị bấm cái màn hình cho em xem. Cái từ chi và từ chi. Cái từ đó khi đi chung với đứng một mình nó đâu có thay đổi đâu. Nó không có thay đổi. Ví dụ như là chữ chi, y, chi, chi ở. Chi ở là con. Chi. Đứng một mình. Chi, chi, chi. Chi ở. Cái từ chi này có kết hợp với chữ y cho nên đằng sau nó có chữ y. Ở. Cái từ ở này là âm thứ hai cho nên nó đằng sau nó có chữ âm thứ hai. Chi ở. Khi nó đứng một mình nó sẽ viết là chữ hoa thôi. Nó thay chữ hoa. Chữ này, cái chữ này là tiếng kiểu như là nó đứng đầu tiên thì nó biến thành chữ hoa, viết hoa thôi. Còn này lúc này nó viết chữ nhỏ, kiểu như là viết không có viết hoa. Khi đứng chung với người ta nó viết hoa. Ví dụ nó là chữ đầu tiên nếu viết hoa, chứ đằng sau, đằng sau các chữ khác thì nó cũng trở thành như vậy, không có viết hoa. Nhìn được hả? Đây cái màn hình không có mở hết đèn, cái đèn, một cái bóng đèn bị cháy rồi. Còn với chữ chi. Chữ chi này thì mình coi như thế này. Cái chữ chi, chi là chữ chi này. Chi. Ví dụ chi ia cha ali, cha ali là trong nhà. Chi này khi đứng một mình. Nếu mà viết hoa thì nó sẽ viết hoa thôi. Còn bình thường thì sẽ viết như thế này. Còn không thì sẽ viết hoa. Cái chữ hoa.
Cái chữ hoa này chia 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 âm thứ nhất của họ sẽ nó có dấu cái ba dấu bằng như thế này ngang qua. Đó là âm thứ nhất. Gia lì, gia lì là trong nhà, hoặc là gia lì dầu rỉnh, ở nhà có người như thế nào đó. Gia lì cũng là chữ chi này. Không thay đổi ha, nó không thay đổi, chỉ có các âm phụ hoặc là các cái âm này thay đổi thôi. Các âm này thay đổi thôi, còn mấy âm kia không thay đổi. Em thấy sao đọc như vậy chị? Đọc như vậy mà. Ví dụ như chi cha cha, còn ví dụ là công chi, công chi là chi, thì đằng sau giống như cái từ công chi này, cơ ôn con chi y chi, nó hết kết hợp với chữ y ha, nó không bao giờ đứng một mình kêu chi. Ví dụ như từ chư, chư khi đứng một mình, chư khi đứng một mình, cái từ chư này đứng một mình có nghĩa ha. Chư, chư này khi đứng một mình, ví dụ như là y chư, y chư có nghĩa là một con gì đó, y y chư xiao niao, y chư cái chữ này một mình nó thôi, y chư xiao 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 nó yếu nhỏ, y chữ xiao nhỏ, em xem cái từ chữ này cái đứng một mình nó là theo cái nghĩa này, nó đứng một mình, nó có thể đứng một mình nó được, nhưng cái từ chi kia không đứng một mình, không đứng một mình, nó có phải kết hợp với âm y ha. Còn cái này nó không cần kết hợp với âm y, nó tự có y luôn. Còn cái chữ y này khi đứng một mình nó tự nhiên thành hai chữ y. Chữ này chỉ đánh một chữ thôi, chữ địch đánh một chữ y ra thôi là nó ra như thế này. Y chữ xiao niao giống như cái chữ chi này, nãy chị nói là chữ chi này, chi chi đọc là chi, cái từ chi này khi đứng với người một mình nó cũng có chữ chi, và cái từ chi chi đứng một mình cũng có chữ, em chỉ cần đánh một mỗi chữ chi ra thôi. Ví dụ là chi fan, chi fan có nghĩa là ăn cơm, và chính cái chữ đó không thôi, nó không có kết hợp với chữ khác nữa, nó chỉ là chi và nó ra cái chữ chi này rồi, chi fan. Cho nên nó được ghi chút là nó có hai cách viết, đứng một mình và đứng chung với người ta. Học tới thế nào vậy em? Em chỉ muốn tham gia. Thì chị cứ vào, chị có vào mới đầu vào thì chị có lẽ là không hiểu đang làm gì, nhưng mà chị cứ vào đi từ từ là chị sẽ biết. Cái này là đang đây nói về cách phát âm chữ cái, chữ cứng kết hợp với nhau, và một bên thì chữ của Trung Quốc, một bên chữ của chữ cứng của Đài Loan. Đối với các em thiếu nhi ở Đài Loan, họ sẽ không học cái chữ hàng chữ này đâu. Tại chị, các chị em đều là người Việt Nam, có đôi khi ở trên TikTok người ta chỉ có biết những toàn là những chữ này thôi. Còn bên Đài Loan, mình đang ở Đài Loan thì Vân chỉ cho mọi người cái chữ này luôn, để khi trong đọc sách, đọc cái gì đó, phát âm gì đó, hoặc đánh điện thoại, đánh vi tính của đài, mình chơi màn hình của đài đây nè, phản thị Trung Quốc Đài Loan, hiểu không? Thì các bạn có thể dùng cái bàn phím này gửi tin nhắn cho người mà mình quen biết, hoặc là các bạn có thể gửi tin nhắn cho người đài, các bạn có thể dùng bàn phím này, tại người đài họ toàn dùng bàn phím này chứ họ không dùng bàn phím chui in này ha. Bên đài họ không dùng bàn phím này, họ dùng bàn phím này. Ví dụ y kết hợp với ao thì chữ y đây, y mờ sao, y kết hợp với ao đây, dao, từ dao này là âm thứ tư, nó là dao. Y cộng với ao thành dao, là tôi muốn, wǒ yào. Ví dụ như wǒ yào chī fàn, tôi muốn ăn cơm. U, ở đây có u mà, đúng rồi, u cộng với ô, u cộng với ô thành wǒ, wǒ âm thứ ba, wǒ. Y đâu rồi, y kết hợp với ao, y kết hợp với ao, yào âm thứ tư, gọi yao. Chư, từ chư này có một mình nó thôi, một mình nó thôi là ra từ chư rồi, chư ra một mình nó thôi. Chư fan, fan thì kết hợp với cái từ phơ an fan. Fan thì đánh, tự đánh nó ra đây, fan, gọi yao chư fan, tôi muốn ăn cơm. Thì bên dưới, trên cái bàn phím ở bên dưới á, đa phần họ viết là những cái chữ này là của bên Trung. Gọi yao chư fan là cái hợp những cái hàng chữ này. Còn chúng ta đánh á, chúng ta đánh bằng chữ là cái hợp chữ của Đài Loan, bàn phím này ha, bàn phím này. Cho nên là học cái này vừa có lợi cả hai bên. Rồi chúng ta sẽ viết cái phần của ngày hôm nay
ví dụ như là tí với cái phần này tí mẫn lì ngoại có gì khác biệt, rồi hoàng tử chủ này xe, rồi kết hợp với cái những cái hàng chữ bên này, vì luyện bút cho nên chúng ta gặp chữ là viết đây, viết hết nguyên một bài này, viết hết nguyên một bài này. Phân biệt giữa chữ em thấy học pinyin dễ hơn, cái đó cũng pinyin luôn, cái đó cái này cũng là pinyin luôn. Nếu là em đang sống ở Trung Quốc thì em học pinyin này, pinyin này. Còn em đang sống bên Đài Loan em phải học pinyin này, tại em gửi tin nhắn cho người ta. Còn nếu mà em muốn dùng luôn pinyin này, miễn sao em nhắn tin được bằng tiếng Trung cho người ta, em dùng pinyin này chị cũng không có ý kiến. Miễn là em chơi được bằng phím nào thì em chơi, không sao hết. Em chơi bấm được bằng phím nào cũng được. Như cái hàng chữ bên này, chị gửi cái hàng chữ này cho em. Pinyin chỉ dùng cho bên tiếng Trung thôi, còn cái chữ bên Đài Loan họ sẽ dùng cái này. Nhưng mà không nhất chắc chắn ha, em chơi được cái bàn phím của, nếu như mà em ở bên Đài Loan em muốn đọc một cuốn sách á thì không có pinyin. Còn em ở bên Đài Loan, em ở bên Trung Quốc á, em muốn đọc một cuốn sách á thì cũng có pinyin của Đài. Nó ngược như vậy đó. Cho nên nó khác gì đó. Chị ở Đài Loan em ơi, chị ở Đài Loan. Rồi, chúng ta sẽ viết cái từ. Chị canh sao cho nó đừng có mờ, nó mờ quá, mờ buồn ghê. Ví dụ như chúng ta sẽ viết cái bài của ngày hôm nay trước, những cái bộ của ngày hôm nay trước, từ bị. Trước tiên cái từ bị. Từ bị này sẽ gạch ra. Trên này gạch xuống, đá chân lên. Đá chân lên. Gần một tí đi. Đá chân lên. Sau đó ở bên này gạch ngang qua nữa và cái này kéo xuống chạy ra. Đây là chữ bị. Chữ bị này bơ ý bị, bơ ý bị. Bị có nghĩa là đem đi so sánh với nhau hoặc đem đi chỉ như thế nào đó. Mệnh, mệnh có nghĩa là cửa. Mệnh tiếng Việt gọi là môn, là cửa. Chữ này hơi ngắn rồi, nhìn nó xấu hơn. Kéo dài nó ra tí xíu nữa. Mệnh. Chữ mệnh này, mệnh có nghĩa là mơ. Ấn mệnh. Mệnh. Và lì men là lì. Lì chỉ có y bù. Y gọi là bộ, nói về quần áo đó. Khi đứng một mình nó là quần áo. Và bên này một gạch nữa kéo xuống, ở dưới này một gạch nữa. Lơ ý lị. Ngoài. Ngoài có nghĩa là ngoài hoặc bà ngoại. Ngoại theo có nghĩa ngoại. Y một nét, hai nét, ba nét, bốn nét, năm nét. Năm nét tất cả. U a e i y. Dụ, dụ có nghĩa là có. Một nét, hai nét, ba, bốn, năm, sáu. Dụ y ở dụ. Yêu ở dụ. Chị có dạy, chị đang bên Đài Loan mà, chị dạy bên Đài Loan. Các em đều có thể xài được luôn ha. Các em, tất cả các em đều thấy được luôn. Và từ sấm mà, từ sấm, sấm mà, sấm, sấm, mà, sấm mà là cái gì, việc gì, sấm mà. Mà này âm nhẹ cho nên bên trên là âm này, chấm một cái là âm thứ năm. Thì sấm mà bên này là có chữ bộ nhân, bộ nhân, sau đó cộng thêm chữ cộng. Và chữ mà, phẩy một cái, y, ờ, san, 4, 5, 6, 7, cái này móc ngang qua ha, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 nét, chữ này có 14 nét. Viết chữ đẹp chỉ có bí quyết là luyện nhiều vô. Các em mỗi ngày đều tìm một viết, ngày mỗi ngày đều viết, nhất định chữ của em nó sẽ thay đổi. Mỗi ngày đều viết một ít, mỗi ngày viết 10 chữ thôi, không cần viết nhiều. Viết 10 chữ mỗi ngày đều có viết là tay mình sẽ thay đổi ha. Và chữ bù, bù bơ,
pu, nghe đọc pu là hơi gật đầu xuống đúng không, là cảm thấy nó âm thứ tư pu. Một nét, đây là bộ thủ của nó, y pu, và phẩy hai nét ở dưới này kéo xuống ba bốn nét, pu này có bốn nét. Thổn, ví dụ là thổn chữ là đồng chí thì cái chữ thổn này có nghĩa là đồng. Thơ, u ổn, thổn, thổn này một nét, hai nét, cái này có hai nét thôi ha, hai nét, ba, bốn, năm, sáu nét tất cả, chữ này có sáu nét. Sau đó chảo, từ chảo này không uống lưỡi, chữ ảo, chảo, chảo có nghĩa là sớm, sáng, hoặc là chào an, dùng từ chảo này, dưới gạch một cái, kéo xuống, chảo, à, chảo. Sau đó chúng ta sẽ đến qua đến cái từ quản, chảo thì có quản, trái ngược với nó, u, an, an, quản, quản cũng là bộ nhật luôn, nhưng nó dài một tí, tại vì cái chữ bên này nó bị như nó bóp nhỏ lại, trừ bên này cho anh ta viết nữa. Quản. Sau đó đóng cửa nó lại rồi thả gạch ha, chữ này nó không gạch trước, đóng cửa xong từ trên này kéo xuống, rồi bên này kéo ngang qua. Quản, quản, vào quán từ tờ quản, hoàng tử tờ, hoàng hoặc ai họ vương là chữ họ này. Ừ. Chữ này có bốn nét, một, hai, ba, bốn, chữ này có bốn nét. Và chủ nhân tờ, chủ nhân tờ, chủ chữ, uống lưỡi từ chữ, ú, chủ, từ chủ này nó khác với trên này, nó chăm hơn bên này, trên này có một nét, thổ phù, sau đó gạch ngang qua, rồi bên này dưới là một nét nữa, kéo nó xuống, chủ nhân tờ, chủ. Yo, y o, yo, yo này có nghĩa là yêu lại là yêu chẳng hòa là yêu xua là lại nói nữa rồi. À, vô này rồi thì cái bộ của ngày hôm nay cô giáo đề nghị các cô giáo, các em thiếu nhi trong lớp 1 á, các em thiếu nhi mà đi học á, các em cũng phải viết cái này, mà đa phần các em sẽ viết là một chữ một hàng ha. Các em sẽ viết một chữ một hàng, đây là ví dụ như 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 chữ. 14 chữ có lẽ là sẽ viết lại thành, ở đây là 6 hàng, hơn 2 mặt á. À, cho nên là khi các em đi học, hồi đó bọn chị đi học là cứ một chữ, viết ví dụ như là cô giáo viết trên bảng á, chữ này bọn chị sẽ viết một hàng, sau đó để đó, và chữ này viết một hàng, chữ này viết một hàng, rồi nguyên một đám này là về ở nhà luyện đó. Về nhà luyện đó, cho nên nhờ vậy mà luyện nó ra đó em. Cho nên các em cũng phải luyện. Các em theo chị viết thì viết trong này như vậy. Các em nếu mà các em mua sách giống vậy giống chị ha, các em cứ viết một chữ bị một hàng, mệnh một hàng, lì một hàng, cứ một hàng vậy đó. Rồi khi nào các em xuống hoặc ngày mai các em rảnh rồi đó, các em viết đồ, viết một hàng bên dưới. Thế là các em sẽ viết một ngày, cho em viết chừng như đây chữ thôi, mười mấy chữ vậy thôi là đủ rồi, là một trong đó thời gian các em tích lũy nó sẽ ra được rất là nhiều chữ. Ví dụ cái bài văn của hôm nay là bị y bị, viết bài văn của người ta chúng ta sẽ viết luôn dấu tô tiền, tô tiền cân truy tiền được viết dấu chấm dấu phẩy của họ, được viết luôn để chúng ta làm quen với dấu chấm dấu phẩy của họ. Ví dụ như là bị y bị, đây là cái tên của tựa đề của cái bài hôm nay. Ai kéo gỗ vậy chị? Chị ơi, xem ở YouTube thì xem như thế nào à? Em bấm cái chữ này lên. Du lên YouTube. Chào Yến Sứ Thảo. Hoặc là Facebook cũng được. Em gõ cái chữ này lên Google sẽ ra hết tất cả. Em gõ cái chữ này lên Google sẽ tìm ra hết tất cả các tin tức của chị trên Google ha. Bao gồm Facebook hoặc là YouTube. Em muốn xem YouTube cũng được hoặc Facebook cũng được. Em gõ chữ này ra nó sẽ ra hết tất cả cho chị của chị ha. Rồi chúng ta cái bài tựa đề của ngày bài hôm nay, chúng ta sẽ viết cái từ bị bị. Tựa đề của ngày hôm nay kêu là chúng ta đem đi so sánh, đem đi chỉ. Sau đó chúng ta sẽ viết cái từ mẫn lì, mẫn ngoài, mơ, chữ này là chữ mơ mà, ân, mẫn, lì, lơ ý, lì, mẫn,
Nên ngoài, ngoài có nghĩa là bên ngoài, ngoại. U A I I Y. À, mẫn lì, mẫn thì có một cánh cửa mà, mẫn là cánh cửa, mẫn lì, lì mien de lì thì là y bù, lì mien de lì là y bù. Bên này vớt ngang qua, bên này một gạch nữa kéo nó xuống, ở bên này gạch ngang qua, lì mẫn, mẫn quên điểm nét cho các em rõ nét. Mẫn ngoài phải điểm nét cho các em rõ nét. 1 2 3 4 5, 5 nét. Ngoài có 5 nét. Sau đó tô hào, tô hào là dấu phẩy của Đài Loan. Tô hào, chị Vân đang dạy sách lớp 3 hả? Sách lớp 1 em ơi, sách lớp 1. Mẫn liều và mẫn ngoài, bị bị, tiếp tục lại bị y, bị 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 y. Cái chữ này cũng có thể thèo lên tí xíu này à, thì nhìn cái chữ nó sẽ đứng hơn, có thể thèo lên tí xíu như vậy. Ừ, tao chạy rồi, má chạy hả má? Má nghe má sợ quá ha. Con nghe mỗi đêm á má. Rồi lại dấu phẩy của họ, tô hào. Dấu sầm mơ phù thổn, có cái gì đó không giống nhau. Thì dở, dở sầm mơ, sầm mơ, mơ ở, mơ. Dấu sầm mơ phù, phù này nghe đọc tới là nghe có cảm giác gục đầu xuống, cho nên là âm thứ tư. Phù thổn, thơ u ổn thổn. À, thì viết chữ dọ, 1 nét, 2, 3, 4, 5, 6, dọ, sầm mơ. Hôm bữa 200 mấy bộ thủ chị có làm qua rồi. Đó ha, giản thể, phồn thể đều như nhau hết mà. Ừ, dấu sầm mơ, sầm, 2, 3, 4 nét, chữ này có 4 nét. Mơ, 1 nét, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nhớ cái chữ này nó phết, các bạn nhìn nè. 8, 9. Cái này nó phết qua ha, phết. Còn cái này nó móc cái chân qua. Ờ, à, nó móc cái chân qua. À, hai trong cái hai chữ này nó như vậy. Chữ này là mã bù. Bộ thủ của nó là bộ mã. Ờ. À. Và thêm chữ ao ao dưới này nữa. Rất sầm mọt. Phù thổn. 1 nét, 2 nét, 3, 4 nét. Ni hao, ni hao. Và thổn, 1 nét, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nét. Ừ. Rồi chúng ta sẽ là dấu sầm mơ phù thổn là một câu hỏi. Là một câu hỏi có cái gì đó không có giống nhau, cho nên nó là câu hỏi, cho nên bài văn của chúng ta phải cho có dấu hỏi. Còn chào sang và hoàn sang, chúng ta sẽ biết cái từ chợ. Chợ này không chữ này không uống lưỡi, ao ao. Chợ. Sư ăn sang, từ sang này uống lưỡi. Sang âm thứ tư. Và hoàn sang, buổi sáng và buổi tối đó. Hoàn. Sư ăn ngon. Sang. Ừ. Chào sang thì 1 nét, 2, 3, 4, 5, 6 nét. Chữ này chữ chào có 6 nét. Sang. Sang thì cái bàn bên trên, đồ để trên là trên bàn, gọi là trên. Sang. Hoàn sang. Hoàn là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nét. À, hoàn. Hoàn sang. 1, 2, 3 nét. À, chào sang. Hoàn sang. Sẽ chơi tà hù, của xin sân. À, bí bí. Kêu, họ kêu mình là buổi sáng với buổi tối. À, mình so sánh thử xem đó. 1, 2, 3, 4. Bơ ý, bí. Ừ. Này, chữ này có một nét thôi. Y. À, bí.
1 2 3 4 Bì 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 Ai nghe to thế trời. Chồng chị em ơi, tô hào phải một cái, dấu phải của họ là như vậy ha. Rồi, người Việt dạy tiếng Trung. Cảm ơn em nha. Dấu sầm mất phù thuận có gì không giống nhau. Dỗ 1 nét 2 3 4 5 6 Dỗ Y ổ Dỗ Sầm mất bộ nhân cộng với sợ sư ẩn từ này sư này uống lưỡi ẩn sẩn mờ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 nét mờ ờ mờ âm nhẹ sấm mờ âm trọng âm trên này sấm mờ ờ bù thổng bơ bù bù bầu bù thổng 1 nét 2 3 4 5 6 thơ u ổn thổng sao mà bù thổng là cũng là câu hỏi sau đó qua hàng sang sang là bên trên sư ăn sang sang san sang san là lên núi sang sang san san có thể viết chữ này trước cũng được và sau đó chữ này bên này kéo qua san còn san sang san san sư sư an san và sang hai chữ này lật ngược qua lại ha, ý nghĩa lật ngược nhau. Hai chữ này, chữ này bên trên này, chữ này với cái chữ này, hai cái ý nghĩa đó nó ngược lại nhau. Sang san sang san có nghĩa là lên núi, mình ở dưới núi, mình chuẩn bị lên núi, ai hỏi mình đi đâu á. Sang san có nghĩa là lên núi. Còn sang còn san 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 sang có nghĩa là trên núi. Wǒ zhù shān shàng là tôi ở trên núi. Nó ý nghĩa nó trái ngược nhau. Rồi, bǐ yì bǐ lại lặp nữa cái từ bǐ yì bǐ. Bǐ yì bǐ. Cái này có thể viết ngang mà có thể viết xéo xéo vậy thì nhìn cái chữ nó cũng hay hay. Đa phần tiếng Trung nhiều lúc của chữ xéo xéo nó cũng hay hay nhưng mà đừng xéo quá. Yì bǐ. Bỉ bỉ. Chị ơi, cách viết bên phải của mình gọi là gì ? Cách viết bên phải của mình. Đây là chữ em. Còn bên này là phiên âm. Phiên âm của Đài Loan. Cách phát âm. Ví dụ bơ bơ ý bỉ bơ ý bỉ. Nếu mà em theo không kịp bên YouTube hoặc Facebook đều có bài từ đầu đến cuối, em lục từ đầu đến cuối em xem là em sẽ theo kịp bài ha. Em rảnh rồi em vào xem. Đây là cách phát âm. Ví dụ như là chữ này chữ bị tiếng, đây là tiếng Trung, khi viết thành chữ nó sẽ ra như thế này. Còn phiên âm này là cho chúng ta đánh vần bơ y bơ y pi, âm thứ ba bị xuống dốc lên dốc. Bị. Còn này là khi thành chữ. Còn phát âm y y này âm thứ tư đọc xuống y. Còn bơ ý bị âm thứ ba bị nhớ là xuống và lên, tại cái móc của người ta là như vậy, xuống và lên ha. Bị âm thứ ba của họ. Dấu sầm mơ bù thộn lại được lặp lại một lần nữa. Ý ở dở sư ẩn sẩn mơ ờ mơ âm này âm thứ năm nhẹ mơ sầm mơ cho nên trọng âm nằm ở chữ sầm bù bơ u bù bù âm thứ tư thơ chữ này chữ thơ đọc Việt Nam đọc là chữ thờ u chữ này chữ u giống như Việt Nam mình đọc chữ u nhưng mà này viết chữ u theo cách này ông
uống ổng thổng thổng thổng. Cái chữ này giống như chữ ng của Việt Nam mình vậy đó, y chang chữ ng của Việt Nam mình đó, nhưng mà họ viết cách khác, họ viết theo cái nghĩa là như thế này, ơn ơn hoặc là ân như thế này. Yếu sầm mà bù thọng là chúng ta viết từ dở. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dở. Sầm mà. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. À, này một nét ha. Này cũng một nét luôn. 13, 14. À, 14 nét là như thế này. Ừ. Âm e đi chị, sao khác với âm e, khác với âm e? Ờ, khi họ đọc là ân, ý là họ kết hợp chữ là như thế. Ờ, ân ví dụ cạn ân tờ ân, cạn ân tờ ân thì có chữ này ha. Ừ, khi họ đọc chữ đó là ân, khi họ đọc chữ đó là ân, ví dụ như là cạn cơ an là an, cạn ân thứ ba, cạn là cảm, cạn. Ừ, ân là lúc nãy chị nói cái chữ ân đó, là cái chữ ân này, chữ ân này phải không? Ừ, chữ này là chữ ân đúng không? Ân mà ân này khi đứng một mình thì nó như vậy. Trời ơi sao nó màu màu dữ. Ân đây. Ờ, cách viết là như thế này. Rồi chúng ta sẽ tìm chữ ân nó đây, trong bàn phím tiếng Đài Loan chữ ân nó nằm đây. Cảm ơn, khi đứng một mình nó có chữ ân luôn ha. Ờ, đây cạn ân, quăng lên và cái chữ ân nó ra đây. Tại sao có cái dấu bên trên? Bên tiếng Trung họ phân biệt âm thứ nhất, họ có cái dấu ngang, còn bên Đài thì không có dấu gì hết. Ừ, khi cái dấu hoàn toàn ngang như thế này, chúng ta đọc là âm một đọc ngang qua ân, cạn ân, có phải là họ viết nn không? Nhưng nó là lọc là ân, cái lưỡi mình nó sẽ, cái phần giữa cái lưỡi nó sẽ bị hút lên trên cái lợi bên trên của mình. Ân cảm ơn theo cái nghĩa cảm ơn theo nghĩa đó. À, nó có cái chữ ân này ha. À, còn với cái chữ ân này, cái này cũng đọc ân, cái kia đọc ân, còn cái này đọc ân, giống như là ở ngợn thì nó là đây, khi mà nó có giống như là Vân nghĩ nó là giống như là âm chữ n và chữ n của Việt Nam mình vậy đó. À, khi viết là cạn ân, rồi tách cái chữ ân này ra riêng ha. Còn cái chữ đằng sau là ân, ân và ân, ân và ân. Ờ, theo cái nghĩa như là có thêm chữ g vô. Ở chữ này không có chữ g. Âm thứ nhất, họ viết số 1 là âm thứ nhất. Ờ, theo cái nghĩa đó. Ờ, nó khác ha, nó khác. Và khi viết một mình nó có chữ luôn nha. Có chữ luôn. Thì thế là như thế. Đây. Dấu sầm mà. Dấu sầm mà. Bù. 1, 2, 3, 4. Bù. Thổng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À, dấu sầm mà. Bù thổng có cái gì không giống nhau? Và dấu chấm hỏi. À, sau đó chúng ta sẽ viết tới cái từ quảng tử tờ quảng. Quảng tử u. A ngờ an. Quảng. À. Quán, bỏ chữ hàng này đi, viết một chữ nhưng mà bỏ qua bên kia, viết lại cho nó bài tập của nó được gắn liền. Quán từ tờ quán u, 1, 2, 3, 4 nét. Chữ quán này có 4 nét, có nghĩa là chữ vương. Chữ phồng thể hay em ha, phồng thể giãn thể. À, giãn thể chị viết bên này là chữ phồng thể. Ví dụ như là quán từ tờ quán u, an, quang, u an thành quang thôi. Âm thứ hai là quảng. Quảng. Quảng tử. Chữ này không uống lưỡi. Quảng tử. À, quảng tử. Có nghĩa là vương tử đó. Có nghĩa là hoàng tử theo nghĩa đó. 1, 2, 3, 4. Ừ. Và tử. Chữ trên này là có nghĩa là chữ tử. Quảng tử. Ừ. Chồng chị em. Chồng chị ngáy đó. Ổng chuyên gia vậy đó. Tờ. Tờ.
tờ, cái chữ tơ này nó bên dưới cái hàng này nó lòi ra là thành chữ lơ rồi, nó bên dưới cái hàng này nó đọc là chữ tơ. Tờ này có dấu chấm bên trên là đọc âm nhẹ tờ. Quán từ tờ quán u ăn ngờ ăn thành quán, âm thứ hai quán tờ chữ tờ. Cái này là bãi, chữ này là chữ bãi màu trắng, thêm chấm một cái. Quán chữ tờ tờ quán 1 2 3 4, quán chữ tờ quán. Tiếp theo phải một cái, sau đó chủ chữ uống lưỡi chữ ủ chủ rẫn chữ ẩn rẫn chủ rẫn chủ rẫn tờ chủ rẫn tờ chủ. Họ kêu em phân biệt trong bài này là đang là ý nghĩa đem đi so sánh. So sánh cái chữ vương này với cái chữ trụ này có cái gì không giống, có cái chỗ nào không giống nhau, ý là kêu em đi so sánh thử xem. Chữ này chữ trụ này ở đằng trên có cái đầu, có bộ đầu. Cái chữ này không có. Kéo xuống. Trên nó có bộ đầu cho nên nó khác nhau ở chỗ này thôi à. Chủ lớn nhân tờ tờ chủ vắt một cái gạch ngang dưới này kéo xuống chủ rắn tờ chủ tô hờ dấu phẩy của họ bí y bí 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 là đem đi so bí. Hôm nay biết chữ bí với lại những cái chữ dấu sầm mò là các em thuộc luôn cái chữ luôn rồi. Lặp đi lặp lại mà, đúng không? Bỉ y bỉ 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 1 2 3 4 4 nét y bỉ 1 2 3 4 bỉ bỉ đúng rồi. Phải một cái Yêu yếu sầm mà bù thổng. Vô có nghĩa là nãy giờ lặp đi lặp lại mấy lần rồi, giờ lặp lại lần nữa là dùng cái từ vô. Vô. Giống như nãy giờ các em cũng thấy nó nói là ai vô xế tao bị rồi. Vô xế bị rồi, lại viết bị nữa rồi, là thân nghĩa là được lặp lại một lần nữa. Vô vô. Vô vô. Sấm mà. Sấm. Mà. Vô vô sấm mà. Bù bơ u. Bù thơ u ổn thổn. Như là sầm mập bù thổn. Từ vô này 1 2 một thôi à, 7 1 2 cái đầu nó phải đẩy nó lại ha. Nó khác với chữ ô. Nó khác với chữ ô này. Chữ ô đầu nó không cần đẩy, còn cái chữ này nó phải đẩy lại. Vô vô 1 2 3 4 5, 6. Dô dô. Sấm mơ. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4. Bù. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 又有什么不同? 又有什么不同? Dưới này lại có dấu chấm của nó. Đó là cái bài viết của ngày hôm nay. Đúng rồi. Bài viết của ngày hôm nay là như thế. Rồi chúng ta sẽ nói tua là y tiền. Tua là y tiền có nghĩa là ví dụ như là người ta trong bài này người ta viết như thế này. Đây là cách 我喝威喝乌喝với u với a i会日共với n âm thứ tư đọc xuống rên zi. Chữ này có thể đứng một mình, zi có một mình nó thôi, ở dưới không có bộ nhỏ nào hết á, có mình nó ra được cái chữ luôn rồi zi. 我会认字 có nghĩa là tôi biết nhìn chữ, tôi nhìn chữ tôi biết theo nghĩa đó. Rất hay mà làm sao học trực tuyến hả cô? Cô dạy rất hay mà
làm sao để học trực tuyến hả cô? Trực tuyến, trực tiếp luôn hả? Học trực tiếp luôn hả? Trực tiếp chị đâu có mở lớp đâu. Niên ý niên. Niên có nghĩa là đọc. Khi chúng ta đọc, niên ý niên kêu là cho chúng ta đọc sơ qua một lần á. Bỉ ý bỉ có nghĩa là đem đi so sánh, hoặc có thể là chỉ nó. Ờ, chỉ coi cái chữ này với cái chữ này nó khác nhau ở chỗ nào, họ có chỉ cho mình ha. Họ có chỉ cho mình, ở đây có sẵn cho các em nhìn nhận chữ luôn. Chữ này thêm một nét, thêm một dấu nó sẽ ra cái gì? Ờ, chẳng hạn như vậy. Ví dụ như là niên ý niên, bỉ ý bỉ. Lì miên tờ chữ là lì miên. Em thấy có hai cái khoang không? Có hai cái hình vuông không? Một cái hình màu xanh và cái hai cái mình có hai màu xanh lam và màu xanh lá non. Đó. Thì họ nói là trong các cái ô chữ của họ đưa ra cho em. Chữ nó khác nhau ở chỗ nào? Ừ. Chẳng hạn như chữ này đầu tiên. Tua, tơ, tơ, u, ô thành tua, không có dấu gì hết. Bên Đài không có dấu là họ không để dấu, còn bên Trung Quốc họ sẽ duy cái âm ngang như thế này, thẳng ngang 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 thẳng luôn á. Cái đó gọi là tua là âm thứ nhất. Ừ. Tua, chữ tua sẽ viết như thế này. Tua l, chữ l này nó có một cái dấu chấm bên dưới ha. Chữ l này có dấu chấm bên trên cái đầu gọi là âm nhẹ. Tua l, âm trọng âm nằm trên chữ tua. Tua l y tiện. Tiện có nghĩa là gì? Từ đầu chị đã chỉ cho các em các cách viết của tiếng Trung. À, có những cái dấu như thế nào đó, dấu phẩy, dấu chấm, dấu này dấu kia để kết hợp với chữ, từ đầu chị cũng có chỉ ha. Thì cái chữ đó gọi là tiện. Đây cách viết tiếng Trung bao gồm những cái nét nào, từ đầu chị cũng có chỉ các em nào mà chưa coi được cái phim này thì hãy vào những cái video viết những cái bộ thủ này ha. Thì lúc này họ nói là tiện, tua là y tiện, có nghĩa là trong cái chữ hai cái ô màu này, một ông màu xanh là hai màu xanh này, cái chữ quảng với cái chữ trụ nó thêm dấu đỏ là cho chúng ta nhận diện, nó tua là y tiền có nghĩa là một dấu chấm, tiền có nghĩa là chấm. Khi họ viết bút lông chỉ cần đặt cái bút xuống lông xuống là nó chấm rồi, còn bút chì của mình chỉ có thể mình vẹt xuống vậy nó mới ra được cái chữ tiền của người ta. À, tua là y tiền, ví dụ quảng chỗ biến thành trụ. À, chữ vương chỉ cần thêm một cái dấu chấm thôi sẽ biến thành chủ nhân là chủ. Chủ nhân là chủ. Còn tua là y phía. Y phía là gì? Phía có nghĩa là phải. Phía có nghĩa là phải. Ví dụ như sử, sử chữ này là chữ thập. Bộ thập luôn. Là 10. Sử, sử có nghĩa là 10. Chiều biến thành chiên. 10 chỉ cần thêm một dấu phẩy vô thôi là biến thành ngàn rồi. Chữ 10 thêm một dấu phẩy lên nó biến thành ngàn. Chữ 10 này thêm dấu phẩy bên trên thành qian. Shi zhu bian cheng qian. Chỉ cần thêm dấu phẩy, đó là cách viết chữ. Tuo le yi heng. Tuo le yi heng. Yi heng là gì? Là một gạch ngang. Yi heng là một gạch ngang như thế này gọi là yi heng. Ví dụ như chữ le. Le có nghĩa là hào le ma, xong chưa? Hào le, xong rồi. Cái từ le này. Chu biến thành là biến thành, thì biến thành. Ví dụ như chữ L thêm một gạch như thầy, biến thành chữ tử là chữ tử rồi. Hải tử là tử, con trai rồi đó. Hải tử là tử. Nam hải tử là tử, hoặc là hải tử con cái rồi đó, tử bộ con bộ tử rồi đó. Còn cái này là L hoặc liệu, liệu chế tờ liệu, liệu chế tờ liệu, hoặc là hào là mà tờ L. Còn cái này hải tử, nữ tử, nam tử. Rồi cái gì từ đó là cái chữ tử này. Khổng tử, khổng tử cũng là chữ tử này. Đó là cách nhận diện chữ của họ, chỉ cần thêm một nét gì nó sẽ biến thành những gì. Chẳng hạn mình có thể viết như thế này. Tua, cái chữ tua, tơ, tơ, u, ô thành tua. Chữ tua này 1, 2, 3 và bên dưới tiếp 1 2 3 thành tua. Tua l một nét, hai nét l l ờ l l âm nhẹ. Tua l y y tiện t y y an t y an thành tiện. Âm thứ ba
Và chữ tiền này thì bên này 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sau đó 7. Thật chất cái chữ này không nên viết trước. Chỉ viết không đúng chữ này được. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ở dưới này kéo xuống 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tiện. Tua là y tiện. Phải một cái. Quảng. Chữ quảng. Quảng. Tiền cho bố hảo xỉa. Đời à, chữ tiền bố hảo xỉa. Nhiều nét quá. Quảng. Chợ. Chí. Yêu. Chợ. Chợ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chợ. Cái chữ này có thể đá lên. Đá nó lên. Biên. Bơ. Y. Trời, chữ bơ viết gì ngộ vậy. Chữ bơ viết gì mà cá tính như vậy. Bơ. Y. An yên. Biên. Biên này có chữ ao, o ao giống vậy. Ở dưới này có 3 nét, 1, 2, 3. Chưa? Ở giữa này có diện bù. Diện bù, một cái miệng. Lại tiếp tục ao, o ao. Lại 1, 2, 3 nét nữa. Được chưa? Sau đó ở dưới có phẩy một cái. Kịch ngang qua. Bên này kéo qua. Bên này kéo qua. Biên. Biên. Là biến. Biên có nghĩa là biến. Biên chẩn có nghĩa là biến thành. Chứ ẩn chẩn. Chẩn này là thành. Một, hai. Sau đó bên trong này ba. Và chỗ này méo, chữ này méo méo nha. Đá phẩy. Trên này chấm cái. Biên chẩn. Biến thành. Biến thành. Chủ. Nó chữ quản nó thêm dấu chấm mà. Thêm dấu chấm bên này. Đó. Ở dưới này sẽ biến thành chủ nhân tờ chủ. Chứ ủ chủ. Quảng chủ. Ý ta nói là tô là y tiện. Quảng chủ biến thành chủ. Là như thế. Hoặc là tô là y phía. Tơ u tô lơ ở lơ y pơ y e. Chữ này chữ e đúng không? Đúng không? Y e ye y e kết hợp với nhau thành ye phía. Đúng chưa? Phía. Tô là y phía. 1 2 3 4 5 6 1 2 Một nét thôi. Cái từ phía. Sổ bộ. Đây là bộ thủ tay. Hơi dài rồi đó. Hai bên này chấm phẩy. Và bên dưới một nét kéo xuống. Bên này một nét kéo xuống như thế này. Rồi ở giữa chúng ta sẽ có một nét từ trên này xuống dưới. Rồi xuống đó nên kéo hai bên nét bên này. Có hai nét bên này nữa. Sau đó phụ vụ. 1 3. Cái này là thành phía. Sau đó phải một cái. Phải một cái. Sử. Sử. Sử là dấu thập thôi. Chữ thập thôi. Có nghĩa là số 10. Chô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chí. Y. Ô. Chô. Biên. Lặp lại chữ biên. Ao ao the ao mà. Ba nét. Diễn bù the diễn. Ao ao the ao. 1, 2, 3. Phết cái. Kéo ngang qua. Bên này kéo nó qua. Biên. Bơ. Y an. Yên. Biên. Chuẩn. 1, 2, 3,
4 5 6 吃 ấn 成这边成什么千七一安烟千多了一撇一撇怎么撇呢chữ撇này là phải từ bên phải viết qua ha mọi người để ý chữ này撇 là như vậy bên phải viết qua và cộng với cái chữ thập lúc nãy vô chữ thập lúc nãy vô và cái chữ này khi viết như vậy cũng thể viết như vậy撇 có thể viết như vậy nhưng mà ít ai viết vậy đa phần họ sẽ撇 bên này viết gạch ngang qua trên này kéo xuống chien chien viết như vậy sẽ đúng hơn chien là tua là y phía cho biến thành chien chien rồi chúng ta lại tua là y hẳn tơ ua tua lơ ở lơ y hẳn hơ hẳn một hai ba một hai ba tua lơ một hai y hẳn chữ hẳn này là mu bu bộ mọc như thế này bộ mọc sau đó bên trên hoảng sợ tờ hoảng hoa hoàng hoa huỳnh đó là cái bên cái chữ bên này cái chữ bên tay phải nha chữ bên tay phải chứ không phải là cái cộng thêm cái bộ mọc vô hẳn 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 này sau đó phẩy một cái ba dấu phẩy đi chung với nhau l cái chữ l l l ở l l ở l không có chữ hẳn đó hẳn đó là tên hằng đấy à đúng nó có hẳn sự là miễn chữ dùng hẳn được hẳn chiều chi yêu chiều biên chuẩn chữ l chiều 1, 2 9 biến biến ao bên này phết kéo qua nha kéo bên này xuống biến chân phết ngang qua kéo cong cong đá cái chân bên này nghiêng nghiêng đá cái chân phết trên này chấm một cái chuẩn chữ chữ L viết chữ L chứ rồi xấu quá rồi L la sẽ lại thêm y hận là như vậy gọi là y hận một gạch ngang gọi là y hận siêu sĩ phụ siêu xén phụ có nghĩa là quần áo bình thường em mặc á gọi là siêu xén phụ những cái bộ đồ mà em mặc bình thường mặc đi chơi rồi đó gọi là siêu xén phụ thường thường kết thúc những cái bài này ở trên có dấu phẩy thì dưới phải có dấu chấm dưới phải có dấu chấm của người ta truy hào là dấu chấm đó là cách viết của mấy bài ngày hôm nay sau đó các em muốn viết thêm gì không 我会认字的我 喝 u a e 会 我会 认 认 贼到贼 日 日 恩 认 字 字 chỉ còn mình nó thôi 字 字 我会认字 là tôi biết nhìn chữ chị dạy ai cách đánh vần được không mỗi ngày chị viết chữ chị đều có đánh vần em chịu khó nghe theo nha tôi là y hận cho bên chẩn chữ đúng rồi rồi chúng ta sẽ viết cái từ của u ổ của u một phật phía mà lúc này có chữ phía là mà tôi là y phía phía là như thế này phía là bên phải viết qua phía sau đó hận là chữ này sụ câu là chữ này thiệu là chữ này xế câu là chữ này 撇
tiền là chữ này. Thành chữ wo. Thành chữ wo. Huy. Huy có nghĩa là biết. Lúc này dùng huy có nghĩa là biết. Từ huy này rất là nhiều nghĩa. Có hội nữa. Ở dòng này có một chữ gạch ngang. Và mở một cái ô vuông. Một cái ô chữ nhật ra. Bên trong có thể gạch trước. Tại dưới nó không có nét thì chúng ta có thể gạch trước nó. Ở dưới thêm có chữ nhật nữa. Huy. Wo huy. Hơ. U. Hơ u a y. Huy. U. O. Wo. Âm thứ ba. Wo. Hơ u a y. U a y mà. Huy. Rư. Ân. Rên. Zi. Zi. Từ zi. Từ này âm đọc không là chư này theo cái nghĩa là chư không có dấu. Không có uốn lưỡi. Chư đứng thẳng cái lưỡi mình ra. Zi. Cái từ zi này có âm thứ tư. Zi. Sẽ đọc zi. Wo huy rên zi. Từ rên này sẽ dùng ở trên này, diễn bộ, diễn, sau đó, chơi đừng chạy chứ, mà chạy, rên này sẽ có một cái chữ, giống như chữ tàu trước, nhưng bên này có một gạch chạy ngang qua nữa, và dưới có một chữ tâm, xin, thành rên, chữ điện phía hẳn sau đó câu cái đó gọi là hẳn hẳn câu và sau đó hẳn câu lại tiếp hẳn câu sau đó hẳn phía chứ không phải hẳn câu hẳn phía hẳn phía sau đó quan câu và hẳn hẳn sẽ thành chữ tôi hơi rên chữ. Tôi biết nhìn chữ, tôi biết kiểu như tôi nhìn chữ là tôi quen đó. Nhìn chữ là thấy quen đó. Gọi là huy rên chữ. Rồi. Xie xie. Chúng ta sẽ biết cái từ xie xie. Xie sẽ dùng ngôn ngữ xie. Dùng lời nói. Và dùng cái thân hình của mình. Dùng cái thân hình của mình. 90 độ. Sau đó. Vừa phải 90 độ để nói cái từ cảm ơn, từ cảm xie. 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 Lại tiếp tục. Xie xie. Thân. Đây chữ này là chữ thân ha. Chân. Thân thì là thân. Và chun. Thân thì vừa phải, đừng cúi đầu quá. Nói lời cảm ơn. Xie xie. 90 độ thôi. Xie xie. Đa gia de, xie xie de a, da, ji ya, jia, jia, jia đó hơi nhiều rồi. Xie xie da jia, ji ya, jia, xie xie da jia có nghĩa là cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người, nghe tiếng ai ngáy, ông xã chị ngáy á. Ông xã chị ngáy. Cảm ơn mọi người. Chà, xem thấy nó. Thấy nó lạ lạ. Không có lạ. Tại mình biết nó công quá, nó lạ. Xie xie ta cha. Cảm ơn mọi người. Rồi Vân quay qua. Hôm nay Vân làm tới đây ha. Ngủ sớm để mai cho bé Tua với bé Tung qua nó đi học. Tại vì dạo này mấy đứa nó thức khuya. Mấy đứa thức khuya rồi, sáng nó ngủ dậy nó dậy không có nổi á. Nghĩ là chinh ăn sợ y tiện. Làm sớm một chút. Tận lực làm sớm một chút và nghỉ sớm một chút. Cho mọi người ngủ sớm mai đi làm. Thức khuya đối với chúng ta đều là không tốt cho sức khỏe. Tuy thức khuya dễ rụng tóc. Mà dễ bị bệnh nữa. Hôm nào chị cũng vậy. Hay quá chị ơi. Ok. Chị đâu có để trên kênh Facebook và kênh YouTube. Các em mà thấy kê theo không kịp, các em rảnh các em cứ vào đó mà xem để cho theo kịp với người ta nha. Đều là những kênh trực tiếp này chị kéo xuống, chị để lên đó cho các em xem y chang vậy luôn đó. Chị làm những gì là chị quay lại chị kéo nó xuống, chị có cắt cái phần mà trả lời câu hỏi mọi người ra để giống thôi. Một cái clip mỗi đêm chị la la như vậy là 2 tiếng, hơn 2 tiếng và 3 tiếng không à. Các em coi mệt nghỉ luôn á. Cho nên là chị phải cắt nó ra cái phần quan trọng đó là phần viết và phần phát âm. Phần viết chữ và phát âm và đọc luyện như thế nào đó.
các em chỉ cần gõ cái chữ xào yến, xào xào, xào yến sứ thẳng lên trên Google là các em sẽ tìm được Facebook và kênh YouTube của chị luôn. Ờ, là sẽ tìm được thôi. Chỉ cần gõ xí cái từ S này, I, O, O và Yun. Yun có nghĩa là yến. Sứ, S, I là sứ. Thơ là chữ tờ, nhưng mà đọc là chữ thờ. A, N, A, thẳng. Viết cái chữ, em chỉ cần viết cái chữ đó lên trên, viết cái chữ đó lên trên 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 YouTube, lên trên Google là tìm cả Facebook là cả YouTube luôn. Cái chữ này nè, nhưng mà nó ngược rồi, giờ cái màn hình nó bị ngược rồi. Chữ này sẽ tìm thấy cái kênh của chị, sẽ tìm thì lên gõ lên Google sẽ tìm thấy cái kênh của chị. Bây giờ nó ngược rồi. Không nói là cái chữ trên này nè, bấm vào cái hình ảnh đại diện đó là sẽ ra cái chữ của chị rồi. Là mọi người có thể đi vô tìm những cái bài đầu tiên. Những cái bài đầu tiên có những gì? Có nhiều lắm nha. Những bài đầu tiên có cách viết nè, có phát âm từng từng ấy nè, có cách viết từ lúc, cách viết tiền phía, tiền phía hẳn, hẳn câu gì đó, xẻ câu gì, su câu gì đó, su rồi cái gì đó, vô câu gì đó, nó có hết trong này luôn. Là cái cách viết tiếng Trung, nó từng nét từng bút nó viết như thế nào, là từ đầu bài chỉ có nói. Các em theo không kịp, các em cứ nhảy vào đó xem. Nhảy vào đó xem, chỉ cần xem qua là các em nhớ à. Xem qua là các em nhớ thôi. Không thì chúng ta có thể xem hai lần, có vấn đề gì đâu, đúng không? Học là học cho mình mà. Đây, những cách viết tiền là như thế này. Tiền này có tiền trắng tiền và toàn toàn tiền. Khoang chi, không chi hay là khoang chi? Không chi là không khí. Không chỉ là không khí. Rồi, đó là cách viết. Rồi cộng thêm phiên âm. Phiên âm đều mỗi ngày đều đọc hết. Phiên âm mỗi ngày đều đọc hết. Đây, phiên âm chữ to luôn. E, L, G, K, H, I, A, E, A. Đều có hết. Chị đều có làm từ đầu đến cuối, làm rõ ràng. Mà chị mỗi ngày mỗi đêm vào là chị phải lặp lại một cái này lại. Mỗi ngày mỗi đêm vào là lặp, mỗi đêm vào là lặp, để cho các em quen luôn, cho em thuộc, để dùng, khi dùng nó dễ dàng, nó không bị vướng. Nên các em rảnh thì các em cứ vào xem ha. Không thích vào YouTube xem thì vào Facebook xem, còn muốn vào YouTube xem thì vào YouTube xem cũng được. Chị cả hai bên chịu đều có đăng. Rồi ok, chúc cả nhà mình ngủ ngon, ngủ sớm, hôm nay ngủ sớm nha. Hôm nay 9 giờ chị đã like rồi, cho nên là chị định ra like tới 11 giờ, nhưng mà làm lúc nào nó cũng vui vui là làm quá luôn à. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Chúc cả nhà ngủ ngon. Bye bye.